Sau khi đổ bộ, bão số 1 đã gây mất điện tại nhiều khu vực ở Nam Định. Lúc này thì phóng viên Trung Kiên đang có mặt ở tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định sẽ thông tin thêm về tình hình thời tiết cũng như ảnh hưởng do bão gây ra tại đây. Xin mời phóng viên Trung Kiên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, một trong những xã ven biển ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1. Lúc này thì có thể nói là mưa đã bắt đầu to dần, còn cấp gió bão đã đo được cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 và cấp 11. Với cấp độ gió này thì có thể gây đổ cây xanh và gây tốc mái cho những nhà cửa không kiên cố. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường thì điện đã bị cắt hoàn toàn tại khu vực Hải Hậu, Nam Định để đảm bảo không xảy ra sự cố. Và người dân được khuyến cáo là ở trong nhà và không ra đường, đặc biệt là không ra khu vực ven đê để không ảnh hưởng đến tính mạng. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu thì có thể cho thấy là nhiều cây xanh trên địa bàn đã bị đổ ngã, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản cũng đã bị thiệt hại, bị sạt lở bờ kè, khiến người dân hết sức lo lắng về cơn bão lần này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thiệt hại của cơn bão trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trung Kiên.